Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video của ngày hôm nay mình sẽ cập nhật bạn ba cái nội dung nhé. Thứ nhất thì mình sẽ là cập nhật và hướng dẫn bạn một trang web để cho bạn khai thác bitcoin miễn phí là uy tín và các bạn có thể là khai thác cả là duty hay là đồng BNB và matic thì uh, trang web này các bạn có thể là rút về tất cả những cái ví điện tử hay là tất cả những cái sàn giao dịch vì uh, cái phiên bản beta của erdogu giờ nó khá là cam nên là mình sẽ là tập trung và tìm hiểu những cái trong web mà kiếm coin bitcoin đấy hay là những cái trang mà đào bi hay là đào đồng Matic uy tín thì mình share lại cho các bạn Tiếp theo nữa thì mình sẽ là hướng dẫn cho bạn là tham gia chơi game mình kiếm thêm cái đồng là MZFT ở trên cái app này nhá Thì app này sẽ là mở vào ngày 21 tháng 12 nhá Và đây là một cái dự án là khá tiềm năng Tiếp theo nữa thì mình sẽ là cập nhật và cảnh báo bạn về cái dự án Cyberdown này Trước tiên thì mình sẽ cập nhật cho các bạn về cái dự án Cyberdown này và mình cũng là cảnh báo luôn bạn dự án này chắc là mình nên là stop nhé. Thứ nhất ấy thì nó cho mình là 100 cái đồng là USD khi mình đăng ký và bây giờ nó cho mình là stack vào chỗ phần gói này để mà mình sẽ là nhận lãi. Tức là nó cho mình tiền và nó cho mình lại bỏ đây mình nhận lãi tức là mình kiếm nó hoàn toàn miễn phí. Mình sẽ là nhận lãi là 0.1% mỗi ngày và mỗi một cái đồng là USD của nó thì tương đương với nó quy đổi cho mình bằng là một đô la tức là bằng một cái đồng là À, gbt nhưng mà cái quan trọng nhất ấy là mình nên là bỏ cái dự án này vì cái phần là à, rút tiền ở đây mình đã thực hiện rút khá nhiều lần cũng được rồi như vậy bây giờ nó mở cho mình cái cổng rút tiền nhưng mà sau khi mình à, dán mã ví đấy tức là các bạn sẽ là đổi cái đồng là USD sang là đồng GDP khi mình thực hiện rút thì mình sẽ là copy cái đồng cái mã ví ấy của cái đồng là USDT trên mạng TRC 10 mình dán vào đây và mình sẽ là nhập cái số lượng là SUSD mình dán vào đây. Tiếp theo cái phí nó trừ mình phí gát là 2 SUSD và cái phần là mật khẩu giao dịch rồi mình bấm vào là xác nhận mình rút nhá. Thì nó báo là cái điểm mình không đủ một cái điểm gọi là điểm point gần như các bạn sẽ hiểu là một cái điểm mà uy tín ấy thì theo tìm hiểu thì có người bảo là à đép một usd lên thì nó cho mình một điểm ấy ở cái phần là tài sản thế này, này thì khi các bạn bấm vào tài sản này thì nó sẽ hiện lên hai cái ví cái ví bên trên là cái ví mình sở tách được thì cái phần lãi nó chuyển về cái số dư mà chính thì cái số chính này mình có thể là rút về được và tiếp theo cái ví tiền bên dưới là ví ddt này khi mà các bạn chưa bấm vào tạo ví thì nó không hiện ra đâu mà sẽ hiện ra cái nút là tạo ví các bạn bấm vào thì nó hiện ra cho mình cái mã ví này tức là cái mã ví này để mà mình đép lên đây cái lượng usd thì hôm qua mình cũng tìm hiểu mấy bạn à, comment thì mình có đép đây là hai ddt và mình thực hiện rút tiền lại thì vẫn không rút được thì mình lại tiếp tục tìm hiểu tại sao lại không rút được ở cái phần học viện ở đây học viện đây nó có một cái hướng dẫn này thì các bạn vào hướng dẫn này bạn kéo lên bên trên này, thì nó nói về là à, chứng chỉ cái C là bên dưới là cái kế hoạch mà nó bồi thường này và tiếp theo nữa thì à, cái kế hoạch mà đền bù của sabadao thì các bạn bấm đây nó ra cái đuôi là dps thì uh, dps này nó là bằng tiếng anh nếu như mà các bạn muốn đọc thì các bạn phải là chụp ảnh màn hình rồi uh, đưa lên cái khu dịch thì ở đây mình đã dịch rồi cái phần bên dưới cái phần rút tiền này thì nó báo là ở chỗ là huyết giao này tức là mỗi lần các bạn rút là chỉ mất là phí phí gắt là hai USD còn lại là mình có thể rút bao nhiêu cũng được và bên trên thì nó nói là cái min mà đép bên đây là min nhỏ nhất là 100 đô thì mới đủ một cái điểm mà cái điểm mà bờ down nhé tức là một cái điểm mà các bạn sẽ hiểu là một cái điểm mà điểm point mà uy tín đấy thì cái cái min yêu cầu là 100 bờ này nên là hôm qua mình có thực hiện rút rất nhiều lần mà nó không cho mình rút rồi như vậy dự án này coi như là nó bắt mình nạp tiền lên đây là tương đương với cái min là 100 USDT thì mới là có một cái điểm tiến nhiệm để là mình rút được như vậy tất cả những cái dự án nào cứ yêu cầu nạp tiền thì mình bỏ không tham gia nhé vì cũng có thể nó sẽ là dự án scam ấy và như vậy mình cập nhật cho bạn biết là dự án này là nó bắt nạp tiền mới là cho mình rút. Như vậy mình sẽ là bỏ cái dự án này và không tham gia nữa. Cũng như là tất cả cái dự án Airdrop về sau bạn cứ để ý. Dự án nào thứ nhất là bắt nạp tiền là mình sẽ là bỏ luôn nhé. Mình không tham gia nhé. Và mình tham gia Airdrop mình chỉ là kiếm miễn phí thôi. Rồi như vậy mình đã là cập nhật và cảnh báo lại cho bạn về cái dự án CyberDAO. Và tiếp theo mình chuyển sang một cái trang web mà đào Bitcoin là uy tín để cho bạn là có thời gian rảnh rỗi. Các bạn sẽ là tham gia để khai thác cái Bitcoin này hoàn toàn miễn phí rồi tiếp theo mình cập nhật cho bạn một cái trang web cho bạn là khai thác bitcoin miễn phí mà đây là một cái trang web nó thường khá là nhiều và cũng là một cái trang web rất là uy tín vì trang web này có khá nhiều năm rồi đấy nó được mấy năm rồi và không chỉ là nó cho mình rút riêng cái đồng bitcoin và ngoài ra thì nó còn cho mình là rút tất cả những đồng quay khác như là đồng BUSD này hay là các bạn có thể rút về ví payer hay là rút Dogecoin và eth này Litecoin và đồng tx đồng USDT nhé Tức là tất cả những đồng quay tốt thì trang web này đều hỗ trợ cho mình là rút hết. Bạn nào mà thiếu đồng nào làm phí gát thì đây là một cái trang web để cho bạn là kiếm phí gát khá là tốt. Và cái min rút trên cái trang web này khá là nhỏ có là 2.000 Satoshi của Bitcoin là các bạn có thể là rút về tất cả những đồng quay khác. Khi mà các bạn thực hiện rút đồng nào thì nó tự động nó sẽ là quy đổi cái số mà Satoshi Bitcoin sang cái đồng quay đấy. Và cái nhiệm vụ trên cái trang web này khá đơn giản thôi. Mình chỉ là xem mỗi quảng cáo này thì mình sẽ là nhận cái số Satoshi Bitcoin và những cái nhiệm vụ quảng cáo đây nó cũng thưởng khá là nhiều à, mỗi lần mình xem mà 60 giây mình nhận là 10.3 Satoshi của Bitcoin này và tiếp theo thì nó có rất nhiều cái nhiệm vụ cho bạn xem là ở bên dưới này thì mình cứ là lách like những cái trang này mình uh, tiếp tục mình xem như vậy ở bên trên ấy, thì nó sẽ có là ba cái mục bốn uh, cái mục để cho mình là xem quảng cáo nhé có một cái nữa là quảng cáo video nhé và tiếp theo nữa có một cái phần uh, vòi tức là cái phần là uh, Cường em đây thì cứ 60 phút mình sẽ vào mình lựa chọn là 4 đồng quay mình cần em và khi mình cần em được thì cái số mà uh, bitcoin quay ở phần là cần em nó sẽ nằm ở đây thì mình cần là uh, click ở phần là transfer này để mình chuyển sang cái số dư chính còn đối với tất cả những đồng quay này thì nó có nút là cho mình là withdraw giao tức mình sẽ là rút về những cái ví cá nhân và nếu như những cái đồng quay đây mà các bạn không muốn rút về những cái ví cá nhân thì các bạn hoàn toàn có thể là vào cái mục là swap chẳng hạn như là cây đồng là TRX nhé Ví dụ như mình không muốn rút TRX về ví cá nhân hay là sàn giao dịch của mình thì mình có thể là swap sang những đồng quay khác Chẳng hạn bên trên là TRX này thì mình có thể là swap sang Bitcoin là swap sang là Litecoin Như vậy mình swap luôn sang Bitcoin cho bạn xem nhé Chẳng hạn có 2.1 TRX này thì mình nhận được là 688 Samsi của Bitcoin à, mình click vào trao đổi là mình đã là hoán đổi sang Tiếp theo nữa thì cái mục Khảo sát này nó có rất là nhiều. Nếu như bạn nào biết vào thì ở cái phần mà cờ nem sau 60 phút, thì ví dụ mình vào mình click là yêu cầu nhé. Bên dưới này thì nó hiện lên cho mình là cái mục để cho mình làm khảo sát này và khảo sát đây nó cho mình là ví dụ 12 phút nhận được khá nhiều Satoshi đấy, à, 10.360 Satoshi và bạn nào biết làm khảo sát thì bạn vào bạn kiểm tra nhé. Và như vậy cái trang web này là một cái trang web để cho bạn là kiếm các loại coin hoàn toàn miễn phí và nó rất là uy tín. Thì mình chỉ là cập nhật nhanh để cho bạn biết được. Còn bạn nào mà chưa tham gia cái trang web này thì mình sẽ để cái đường link mà video hướng dẫn đăng ký và cách để tham gia tạo ví và ép ví để mà rút coin về cho bạn lấy bạn xem nhé. Như vậy cái số dư hiện tại mình đang có ở đây mình sẽ thực hiện một cái lệnh rút cho bạn xem này Thì trên cái trang web này nếu như mà các bạn rút ấy các bạn có thể lựa chọn tất cả những đồng quay mình rút Và đối với Bitcoin ở cái ví trên đầu tức là cái ví trực tiếp này thì cái min mà rút về nó sẽ cao hơn một chút là 11.000 Satoshi Nhưng mà nếu như mà các bạn lựa chọn Bitcoin ở cái ví là Pay tức là mình rút về ví Pay Thì min khá là nhỏ nhé, min có là 2.000 Satoshi và cái số Bitcoin này nếu như mà các bạn ấy muốn chuyển về cái đồng quay khác chẳng hạn là nai quay hay là bạn nào thiếu đồng BNB làm phí gas này thì các bạn có thể là lựa chọn rút về đồng BNB nhé. Và tiếp theo nữa bạn nào muốn rút sang cái đồng là USDT thì các bạn có thể là lựa chọn rút sang. Rồi như vậy với cái số dư mình đang có nếu mà mình rút sang cái đồng là USDT thì tương đương với là 19.89 đô nhé. Và trang web này mình vẫn là thích Bitcoin hơn nên là mình sẽ lựa chọn rút về cái mã ví trên là sàn Binance thì cái mà mình rút về sàn Binance là về tất cả những cái ví cá nhân thì đối với Bitcoin là min là 11.000 satoshi nhưng mà các bạn có thể là rút sang đồng quay là đồng BNB. thì min cũng chỉ là 2.000 satoshi nhé còn nếu như mà Bitcoin này các bạn rút về cái ví là PayPay thì min lại khá là nhỏ cũng là 2.000 satoshi nhưng mà số dư này của mình thì mình rút về cái ví ấy. trên là sàn Binance thì nó tương đương với là 0.001 BTC nhé mình click vào là xác nhận này tiếp theo mình click tiếp vào là xác nhận rồi như vậy hệ thống bảo là việc mình rút tiền đã là đang xử lý và khoảng độ 3 ngày mình nhận được. Như vậy với trang web này thì mình rút tiền khoảng độ là từ 3 tới là 4 ngày tiền sẽ về và nó rất là uy tín. Và nó cho mình rút tất cả những đồng quay về tất cả những cái ví điện tử hay là tất cả những cái sàn giao dịch. Nếu như bạn nào mà chưa biết tới trang web này cũng như là bạn chưa tham gia để mà khai thác quay trên cái trang web này thì mình sẽ để cái video mà hướng dẫn đăng ký và tạo tài khoản, cách ép ví và cách kiếm quay cho bạn xem bạn biết cách là tham gia. Còn bây giờ mình chuyển sang là cập nhật bạn về cái dự án là mình đào đồng là Bây giờ mình sẽ là cập nhật và hướng dẫn bạn là điều khiển cái xe này để bạn nụm thêm cái đồng quay này và những cái viên đá ở đây Và dự án này thì họ công bố là sẽ mở cái chức năng là kyc vào ngày là 21 tháng 12 nhé Hình như là cái C xong mình được dịch chuyển là 100 đồng là MRST này đấy và khi nào tới ngày 21 tháng 12 mà dự án mở KC thì mình sẽ là làm cái video hướng dẫn cho bạn nhé cũng như là dự án này yêu cầu là kyc là các bạn không nên là chiết tài khoản nhé. rồi như vậy dự án này sẽ là đào theo dạng là 12 giờ sẽ là kết thúc một cái hành trình đào tự động thì uh, sau khi 12 giờ ấy, thì các bạn vào bấm lại cho đào nhé. ở đây có cái vạch pin này tức là cái quả pin này nó tụt về không thì uh, sẽ hết kết thúc 12 giờ này và hiện tại mình đang còn là 71% tức là khi nào về không ấy thì đồng nghĩa việc cái đồng hồ đang đếm ngược trên này sẽ về không thì các bạn vào bấm cho đào và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn là di chuyển cái xe này để các bạn là nhận thêm những cái viên đá và nhận thêm cái đồng quay ở đây nhá cái đồng quay thì mình sẽ nhận thêm đồng là mrst này như vậy thì các bạn click vào là start đây nhá start này bắt đầu xe nó chạy này thì nó khá đơn giản là các bạn lấy tay bạn dê này Ví dụ mình dê này hơi khó thì các bạn đừng dê, các bạn sẽ là chấm tay nhé. Ví dụ mình chấm nó giật giật này. Muốn ăn cái đồng quay là MRFT này mình ấn đây. Đó. Ví dụ đây là vào cái mô đá này là nó dừng này thì các bạn là chỉ bên này nhá Hoặc là hoặc là mình cứ chấm tay này. Còn nếu như bạn nào quen các bạn là dê này thì nó là hình 3D, nhìn nó hơi là chóng mặt một chút thì các bạn là chấm tay màn hình thôi. Tức là bây giờ mình sẽ là chấm cho bạn xem này. Ví dụ đằng trước trước là quay viên là mình chấm hẳn đây nhá. Mỗi lần mình chấm là đi đúng cái hướng. Chẳng hạn bên trước này có này, đó như vậy mình chấm vào mình sẽ ăn cái đồng là FT nhé Và tiếp theo cái cái viên đá mà xanh xanh mình chấm vào đây một cái này Đó mình chấm vào đây mình ăn cái viên đỏ nhé Các bạn cứ bình tĩnh bạn chấm là được thôi Đó ví dụ mình dê vào cái viên này đi Thôi mình dê, dê trượt này Các bạn chấm tay vào cái viên đấy thì nó dễ hơn so với việc là các bạn dê nhé Nếu như bạn nào mà quen bạn dê này thì nó đẹp mắt hơn này Thì nó không bị giật còn nếu mình chấm vào đây nó hơi giật giật kiểu này nhé Chẳng hạn mình ăn cái viên này đó các bạn cứ đi này các bạn lượm cái viên này các bạn ăn nhá. Cái viên là vàng vàng là cái viên quai bình đang đào này Đây cái viên này là viên quai bình đang đào này Và cái viên xanh xanh này là cái viên đá này Và khi nào các bạn uh, thu thập được là 30 viên Mỗi loại 3 viên thì cũng có thể tham gia mà nhận cái Cái event cái phần thưởng mà 30.000 đồng là mở giới ST này nhá. Thật ra nó khá đơn giản thôi Các bạn cứ là uh, dê dê thế này uh, Chạm vào viên nào bạn ăn viên đấy Chẳng hạn viên này đó mình ăn xong rồi thì mình đi mình nụm cái viên khác nhé các bạn cứ kéo màn hình nào nó chạy hoặc là các bạn chấm tay đâu thì nó đi tới đấy chẳng hạn nó đằng trước mặt các bạn đang có là mấy cái viên nó đang là x 2 sao ấy hình như là x 1 đó đây mình dây bị trượt mất thì mình ăn viên đằng sau rồi đi rồi như vậy mình phải né cái mô đất đằng trước đi các bạn nhìn nữa đằng trước ấy, chỗ nào mà nó nhiều thì bạn dây cái chuột lại nhé chẳng hạn đây nó có mấy viên này mình dây vào đây các bạn chấm tay đây một cái này đó mình lại dê sang bên này nhá dê đây là mình ăn nốt viên này đó như vậy các bạn lượm từ lúc mình lượm được khá nhiều cái đồng này nhá đây mình lại lượm tiếp này khi nào bạn dừng game bạn ấn à, vào là stop là nó dừng nhá như vậy là nó dừng này thì à, mình chơi mình có lụm được là à, khá nhiều cái đồng là mrst và cái viên ngọc viên đá này là mình lượm được là 24 25 và 24 nhá như vậy khi nào mà các bạn lụm đủ đấy là mỗi loại là 30 viên thì ở cái phần là event này tức là để tham gia còn lại là 4 ngày nhé 11 giờ 50 phút này thì à, yêu cầu để tham gia và trao giải thưởng là 30.000 cái đồng là mst này thì à, yêu cầu tối thiểu bạn mỗi loại phải có là 30 viên đá này thì à, bằng cái cách ấy, các bạn có thể là vào xem video bạn nhận thêm nhá video này các bạn vào phần là hộp quà đấy nó có phần là mình mình xem video đây mình nhận này mỗi một lượt các bạn xem thì được là 10 cái đồng này và ngoài ra nữa thì mình sẽ là bằng cách là các bạn là các bạn chơi game đây nhá ấn vào Start này thì nó chạy này và bạn sẽ là nuộm nhé. Đi đây mình sẽ là nuộm từng đồng 1 này. Các bạn phải nhìn từ xa đấy. Chỗ nào mà có đồng đấy sẽ là nhìn thấy cho mình nhìn thấy này. Đa phần ở đây sẽ hiện cái đồng quay lên nhé. Thỉnh thoảng sẽ hiện viên ngọc này. Đây là trước mặt thì nó có viên uh, viên ngọc màu xanh. Đây các bạn nhìn thấy viên mình sẽ là nhận cho bạn xem nhé. Đó mình chấm ở đấy. Rồi cái viên đỏ này nhé. Viên đỏ này mình chấm tay đây cho nó dê cái cái xe tới đấy nó sẽ nhụm cái viên đỏ đó tiếp theo nữa đây mình đây đằng trước có viên xanh nữa nhá viên xanh đây này, này đây các bạn chấm ở đây là được rồi như vậy mình vừa nhận xong này đó mình dây dê, dê trượt mắt rồi dê thì nó khó hơn so với việc là bạn chấm tay này nó dễ hơn mình dê nhá nhưng mà dê nhìn nó đẹp mắt hơn còn nếu mình chấm tay thì nó hơi giật giật một chút đấy còn nếu như bạn nào khéo tay bạn dê này thì nhìn nó nó phong cách mà nhìn nó nó đẹp mắt hơn thôi rồi như vậy đây mình chỉ là hướng dẫn demo cho bạn biết cách để mình kiếm thêm cái đồng là mrst và tiếp theo nữa mình nụm thêm những cái viên đá đây để là mình tham gia cái sự kiện là những cái event đây nhá hoặc là các bạn có thể là sưu tập nhiều cái viên đá này để mình nâng cấp cái con pet từ cái xe này nhá và hiện tại thì cái tốc độ đào của bạn nó phụ thuộc nữa là các bạn chơi game này các bạn sẽ là kiếm thêm cái đồng là mở sẽ là hiện trên đây nhá và những cái vàng vàng các bạn càng ngụm được thì nó càng được nhiều cái đồng quay là mở giới nhá chẳng hạn trước này nó có một cái cái màu đỏ đỏ này các bạn nhìn xa xa một chút ra nhá nếu như mà phát hiện ra nó có cái viên đá thì bạn đây cái màu xanh ở giữa này đây là cái màu xanh nhá thì bạn dê đến bạn nhận nhá đó như vậy mình nhận rồi như vậy mình chỉ là hướng dẫn qua qua, hướng dẫn demo cho bạn biết cách để bạn tham gia ở chơi game đây, bạn kiếm thêm cái đồng quay và thu thập thêm những cái viên đá nhé. Và như vậy đây là một cái dự án khá tiềm năng ấy thì khi nào mở KC mình sẽ làm video mình cập nhật cho bạn sau. Còn bây giờ mình chuyển sang cái phần là quay thưởng cho bạn ở cái video trước. Chúc mừng bạn đầu tiên là bạn Minh Phạm nhé, chúc mừng bạn nhé. Bạn thứ hai bạn là nhanh chóng Trần nhá, chúc mừng bạn nhá. Thì hai bạn liên hệ mình qua Zalo và gửi cho mình cái mã ví Terex mình trả thưởng và mình cũng xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.